Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review chỉ nha khoa Hương bạc hà pirus giá bao nhiêu, mua ở đâu, có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Hướng dẫn sử dụng chỉ nha khoa theo 5 bước tiêu chuẩn. Bước 1 cắt một đoạn chỉ dài khoảng 25 đến 30 cm. Cuộn vòng quanh hai ngón trỏ để giữ. Bước 2, đặt chỉ nha khoa vào trong kẽ răng, dùng ngón tay trỏ và ngón cái giữ cố định. Kéo chỉ theo chiều lên xuống để làm sạch hết vụn thức ăn còn sót lại trong kẽ răng. Bước 3. Uốn chỉ nha khoa vòng theo chân răng và đường viền lợi theo hình chữ C, tránh việc cọ sát hoặc đè nén quá mạnh sẽ gây ra tổn thương cho lợi thậm chí là rách lợi, bước 4, di chuyển lần lượt từ kẽ răng này đến kẽ răng khác, có thể thay đổi cách cầm chỉ để có thể vệ sinh ở các vùng khe sâu trong miệng. Bước 5, nâng nhẹ sợi chỉ ra khỏi kẽ răng. Có thể sử dụng nước thường hoặc nước súc miệng sau khi dùng chỉ nha khoa cho sạch. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.